Hiền Thục xin được mến chào quý vị đang quay trở lại với Hỏi Đáp Nam Khoa. Và thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát trên website alobacsi.com, fanpage Alo Bác Sĩ Hỏi Bác Sĩ Trả Lời và trên hai nền tảng YouTube video Alo Bác Sĩ và Hỏi Đáp Nam Khoa. Thưa quý vị, không biết là quý vị có gật đầu với Hiền Thục một điều rằng là tình dục chính là một gia vị không thể thiếu ở trong tình yêu. Và việc mà chúng ta thay đổi tư thế để trở nên khoái cảm hơn là một cái điều rất đổi bình thường. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như mà chưa đạt được khoái cảm thì kiếm của các ông đã bị gãy. Nhiều người thắc mắc, ủa sao người ta làm được mà tôi không làm được? Vậy thì làm sao để có thể thực hiện những tư thế độc lạ mà vẫn an toàn? Và làm sao để có thể bảo vệ được cho cuộc yêu này trở nên thăng hoa hơn? Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giúp cho quý vị giải đáp câu hỏi đó. Đồng hành với quý vị, trân trọng giới thiệu sự góp mặt của Thạc sĩ bác sĩ Lê Vũ Tân đến từ khoa Nam học của Bệnh viện Bình Dân. Và xin được mến chào bác sĩ. Chào Hiền Thục cũng như là toàn thể người khán giả của chương trình Hỏi Đáp Nam Khoa. Dạ thưa bác sĩ Lê Vũ Tân, một điều mà nhiều người rất là mong muốn trong mỗi cuộc yêu đó chính là lên đỉnh. Vậy thì cái khái niệm lên đỉnh là gì ạ thưa bác sĩ Tân? Cái khái niệm lên đỉnh đó, chúng ta phải đòi hỏi chúng ta phải biết được bốn giai đoạn của cái cuộc yêu ha. Cái cuộc yêu nó sẽ trải qua bốn giai đoạn. Thứ nhất là giai đoạn kích thích, thứ hai là giai đoạn hưng phấn, thứ ba đó là giai đoạn lên đỉnh và cuối cùng là giai đoạn sẽ hồi phục lại. Thì bốn giai đoạn này đều sẽ trải qua ở cả nam và nữ luôn. Lên đỉnh là một trong những cái giai đoạn đó. Thì cái hiện tượng lên đỉnh ở nam á là cái việc mà cái người đàn ông sau khi mà trải qua cái hiện tượng mà hưng phấn và kích thích đó thì họ sẽ xuất tinh và đạt được cái cảm giác cực khoái. Đây được gọi là đường lên đỉnh, đó là nam giới. Dạ, thưa bác sĩ Tân, nhiều quý anh quý ông hay là chị em phụ nữ chia sẻ rằng là tôi có tìm thấy những cái tư thế độc lạ và người mê, nhưng mà riêng tôi thì không có mê bởi vì thực hiện không có được. Thưa bác sĩ Tân, lý do vì sao mà những tư thế này có nguy cơ gây ảnh hưởng đến cậu nhỏ, thậm chí là bị gãy cậu nhỏ? Vâng, cái tư thế mà vạn người mê á, thì thật sự lâu lâu mình cũng hay có những cái người bệnh nhân và nói bác sĩ ơi, nay em đổi thế này, em cố gắng tập tư thế này. Cái mình mới hỏi là tại sao bạn lại quyết định đổi tư thế đó? Thì em thấy là em nghe nói cái tư thế này sẽ giúp bạn nữ dễ lên đỉnh hơn. Cái mình mới hỏi là bạn nữ của bạn có lên đỉnh chưa? Nó chưa, vẫn vậy à. Nhưng mà sao cái cậu nhỏ mình đau quá ha. Thì thật sự như vậy nè, quý vị hãy nhớ những cái tư thế mà vạn người mê hay là những tư thế lan truyền, tư thế khó, nó sẽ có nguy cơ là gây tổn thương cậu nhỏ ha. Cái bệnh mà bệnh này đó trong cái nam khoa gọi là gãy dương vật. Tại sao gọi là gãy dương vật? Bởi vì trong cái lúc mà chúng ta quan hệ đó ha, thì cậu nhỏ chúng ta gọi là lên đỉnh cào cờ một cách cứng nhất. Thì cái trường hợp này cái lúc này thì cậu nhỏ chúng ta mặc dù nó không có xương ở trong đó, tuy nhiên cái bao trắng tẩy hang á nó chịu một cái áp lực rất là lớn ha. Khi mà chúng ta thứ nhất là chúng ta quan hệ sai tư thế nè ha, thì cái việc mà cậu nhỏ lúc này nó sẽ chịu một cái áp lực rất là lớn vào cái phần mà bao trắng tẩy hang đó. Thì những lúc này nó rất là dễ vỡ, và vỡ như vậy thì sao, máu ở trong cái bao trắng tẩy hang nó sẽ tràn ra ngoài và nó sẽ gây ra cái hiện tượng là gãy dương vật. Và những cái triệu chứng lâm sàng của nó thì dương vật sẽ bị biến dạng nè, rồi sưng đau và đi tiểu có thể là ra máu nữa. Trường hợp này thì quý anh phải nhập viện và mổ cấp cứu ngay. Dạ, thưa bác sĩ Tân, vậy nếu như mà mình có những cái hậu quả như vậy thì không lẽ bây giờ nhiều quý ông chia sẻ rằng là vậy thôi không thực hành làm sao mà biết là mình không làm được? Vậy thì làm sao để biết được rằng là mình có thể thực hiện những động tác yêu độc lạ và để hâm nóng chuyện chăn gối này ạ? Vâng, các bạn muốn thực hiện một cái tư thế đó thì thứ nhất các bạn phải biết tự lượng sức mình. Chẳng hạn như là cái tư thế đó mà cái cơ thể chúng ta, cái cân nặng chúng ta nó quá cỡ đi, hoặc là cái người bạn gái của chúng ta cũng có một cái cân nặng quá cỡ ha, thì liệu cái tư thế đó nó có áp dụng được hay không ha, chứ không phải là người ta làm được mình sẽ làm được. Dạ. Thứ hai là khi mà mình thực hiện cái tư thế đó nha, thì mình phải xem xét ở cái tư thế này tôi làm như vậy thì tôi có nguy cơ bị tổn thương gì hay không, để mình biết cách mình khắc phục, và nếu bị tổn thương này thì tôi phải làm gì ha. Và mình phải suy nghĩ là liệu có nên đánh đổi tôi làm cái tư thế mới này và tôi sẽ có nguy cơ là bị chấn thương, rồi có thể là vào cấp cứu hoặc là phẫu thuật trên cậu nhỏ của tôi. Nếu các bạn sẵn sàng chấp nhận đánh đo hết những chuyện đó thì các bạn có thể gọi là tìm hiểu về cái tư thế mới đó, và hãy triển khai một cách từ từ thôi nha, đừng gấp gáp quá. Bởi vì nếu các bạn sẽ triển khai một cách quá vội mà chúng ta chưa kịp tìm hiểu, chưa kịp chuẩn bị gì cả, thì cái việc tai nạn rất dễ xảy ra trong cái quá trình mà các bạn gần gũi nhau. Dạ, nếu như thực sự có xảy ra tai nạn trong những cái tư thế mới này thì làm sao để các quý anh quý ông biết rằng là thực sự không ổn và cần phải được thăm khám?
Thì thật sự đó, cái tai nạn mà trong cái việc mà thay đổi tư thế này đó, bác sĩ Tân có chia sẻ đó, đó là cái hiện tượng gọi là gãy dương vật. Thì cái triệu chứng đầu tiên đó, của cái việc gãy dương vật là gì? Là cái việc mà các anh đang quan hệ như vậy và các anh bỗng nhiên đau chói ha, ở một cái điểm đó là điểm gãy, có là cái điểm vỡ bao trắng của thể hang trong cầu nhỏ của chúng ta đó ha. Thì qua cái việc vỡ như vậy đó, máu ở trong cái cầu nhỏ nó sẽ tràn ra ở dưới da, và như vậy thì sao, nó sẽ khiến cho cầu nhỏ của chúng ta bình thường chỉ là một cái trái chuối thôi nha, quý vị hình dung như vậy đó. Mà khi máu tràn như vậy thì nó sẽ gây bầm tím của cầu nhỏ của chúng ta ha, nó sưng nề lên. Quý vị sẽ hình dung là lúc này cái dương vật sẽ biến dạng như là trái cà tím như vậy đó ha. Rồi nếu những trường hợp nặng hơn là quý vị sẽ đi tiểu nó có máu nè, hoặc là quý vị không đi tiểu được vân vân đó. Những trường hợp này đòi hỏi là các anh phải sắp xếp vào bệnh viện ngay, thậm chí là vào cấp cứu luôn đó, để được các bác sĩ khám và chẩn đoán kịp thời và phẫu thuật kịp thời cho trên cầu nhỏ chúng ta để sửa chữa những cái tổn thương ở bên trong của cầu nhỏ đó. Dạ. Vậy thì trong trường hợp mà nếu như các quý ông đang lâm trận như vậy mà có những cái bất lợi hay là có xảy ra những cái điều gì thì cần phải xử lý ngay như thế nào? Thì cái trường hợp á, nếu mà nó có chảy máu ở cái chỗ miệng sáo ha, thì thứ nhất chúng ta phải coi cái máu chảy nó là ở miệng sáo hay là ở cái vùng dậy thắng này ha. Và cái thứ hai là nếu mà chúng ta đi tiểu không được, hoặc là cái dương vật chúng ta trở nên bầm tím và nó sưng nó đau quá, thì đòi hỏi là chúng ta không cần phải sơ cứu gì cả. Bởi vì sao? Chúng ta không biết cách nào để mà sơ cứu đâu, chúng ta hãy đến ngay bệnh viện đi. Bởi vì sao? Lúc đó các bác sĩ nam khoa sẽ thăm khám, cho siêu âm và chẩn đoán rõ ràng cái vị trí tổn thương của chúng ta như thế nào ha. Nếu cái tổn thương đó chỉ là vùng dây thắng thì chúng ta sẽ xử lý khâu là dây thắng mà về thôi. Rồi cái tổn thương đó có thể là những cái tụ máu, bầm máu ở dưới da, không tổn thương, có cấu trúc mà bao trắng thể hang, thì chúng ta cũng sẽ uống thuốc và đi về. Còn cái trường hợp nặng nề, chúng ta tổn thương ở cái bao trắng thể hang hoặc là tổn thương ở cái hệ xớp mà cạnh điều đạo, trường hợp này thì chúng ta đòi hỏi phải phẫu thuật cấp cứu để mà các bác sĩ sẽ khâu hồi phục lại những cái cấu trúc bên sâu trong của cầu nhỏ chúng ta. Dạ. Thưa bác sĩ Tân, nhiều người chia sẻ rằng là chuyện yêu của họ lặp đi lặp lại một vài tư thế thì thật là nhàm chán. Nhưng mà khi thay đổi tư thế là nhàm chán hơn nữa, bởi vì không có được cảm giác thăng hoa thật vốn có, mà cả hai người đều cảm giác là mệt mỏi, khó chịu sau khi mà thực hiện những tư thế độc lạ này. Vậy liệu rằng là ngoài cái việc mà chúng ta thay đổi những tư thế thì mình có cái cách nào để có thể hâm nóng tình cảm cũng như là để mình có thể gần gũi nhau hơn ngoài cái việc thay đổi tư thế mà gây ra những bất lợi như vậy ạ? Vâng, thì như phần đầu chương trình tới giờ á, bác sĩ Tân chia sẻ với quý vị đó, cái việc thay đổi tư thế không phải hoàn toàn là cái cách duy nhất để chúng ta thay đổi cái chất lượng của cuộc yêu chúng ta đâu ha. Ngoài cái việc mà thay đổi tư thế đó, chúng ta hãy chú trọng tới cái chất lượng cuộc yêu qua cái việc gọi là chúng ta giảm bớt những căng thẳng trong cuộc sống chẳng hạn ha. Rồi chúng ta hãy cố gắng là gì, thăm nóng lại bằng cách là chúng ta có thể là tổ chức một cái buổi ăn tối thân mật, chúng ta có thể là đi xem phim hoặc là đi chơi cùng với nhau, hoặc là chúng ta hãy gác bỏ hết những cái công việc sau khi cái mùa dịch bệnh này nó kết thúc nè, thì chúng ta sẽ đi du lịch. Thì chính cái việc mà thay đổi cái không khí, một cái nhịp sống khác, nó sẽ khiến cho cái chất lượng yêu chúng ta sẽ tốt hơn. Dạ, hy vọng rằng là những thông tin chia sẻ ngày hôm nay của thạc sĩ bác sĩ Lê Vũ Tân sẽ giúp cho quý vị đúc kết thêm được cho mình nhiều những kiến thức bổ ích, không chỉ là sức khỏe mà ngay cả là trong cuộc yêu của chúng ta. Bởi tình dục sẽ là một gia vị để giúp cho tình yêu của chúng ta thêm gắn kết, thêm thăng hoa hơn. Nhưng mà không phải vì vậy mà những tư thế thay đổi này làm cho quý vị trở nên bất hòa với nhau. Và chúc quý vị luôn có nhiều sức khỏe và luôn có được những cuộc yêu tròn đầy. Và một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Lê Vũ Tân đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Chúc bác sĩ luôn có nhiều sức khỏe. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào, hẹn gặp lại quý vị vào số phát sóng tiếp theo. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.